Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, trong tình yêu chúng ta hay nói đến từ say nắng, tức là nảy sinh tình cảm với ai đó chỉ trong phút chốc, trong chớp nhoáng, và nó có thể rất nhanh nhạt đi nếu không tiếp xúc hay là gặp trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, câu chuyện của một bạn nữ dưới đây thì lại khác. Bạn ấy đã phải lòng một chàng trai khi mà hai người gặp nhau trong quán karaoke. Sau đó, họ đi nhà nghỉ với nhau. Thế rồi từ hôm đó, bạn nữ này đã tương tư chàng trai đó. Họ cũng đã nhắn tin qua lại với nhau. Và điều mà bạn nữ này muốn hỏi mình đó là cô ấy có thể phát triển mối quan hệ đó lên thành tình yêu được không? Thư bạn viết khá dài. Tuy nhiên, mình chỉ tóm tắt lại ý chính như vậy. Các bạn thân mến, bạn gái thân mến, thực ra ấy, cái này nó là tình yêu sét đánh hay là say nắng thì chưa đúng. Thực tế, mối quan hệ của bạn với chàng trai đó là tình một đêm. Trong thư bạn có nói rằng việc hai người vào nhà nghỉ với nhau không có yếu tố mua bán hay vật chất mà là tự nguyện. Tuy nhiên, dù có hay không thì nó không quan trọng lắm. Thứ nhất, khi một phụ nữ trải qua tình một đêm với một người đàn ông gặp mặt lần đầu tiên, thì sau đó phần lớn đàn ông đều có ấn tượng không tốt về người phụ nữ đó. Thậm chí là đàn ông sẽ coi thường người phụ nữ. Cái gọi là coi thường ở đây có nghĩa là đàn ông sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ có thể ngủ với người đàn ông trong lần gặp mặt đầu tiên. Nghĩa là ngoài anh ta ra, bạn có thể lên giường với nhiều người đàn ông khác. Mặc dù là cả hai đều lên giường cùng nhau, nhưng đàn ông luôn coi người phụ nữ là một đối tượng chẳng ngoan ngoãn gì. Ngược lại thì phụ nữ cũng như vậy. Sau tình một đêm thì phụ nữ cũng ít người còn vương vấn với người đàn ông đó. Vì đa phần phụ nữ đều thiếu tin tưởng vào những mối quan hệ như vậy. Nhưng vẫn có một phần trăm nhỏ, giống như là bạn gái này, đã bất ngờ phải lòng người mà vui vẻ một đêm với mình. Và điều bạn đang băn khoăn lúc này là làm thế nào để phát triển tình yêu với người đàn ông đó. Trong câu chuyện này, phải đặt ra rất nhiều trường hợp, nhưng chắc chắn nó sẽ đều rất khó khăn đối với bạn nữ. Trường hợp thứ nhất, người đàn ông sau tình một đêm thì vẫn liên lạc với bạn. Thực ra, những người đàn ông dễ dàng trải qua tình một đêm thì không phải dạng vừa chút nào. Thường là những anh chàng có tính trăng hoa, chơi bời. Sở dĩ họ còn liên lạc với người phụ nữ đã qua tình một đêm với mình là vì đàn ông ít khi quên những khoái cảm mà tình một đêm mang lại cho họ. Và đôi khi, việc liên hệ với người phụ nữ chỉ để phục vụ mục đích là có một đêm thứ hai nữa. Nói thẳng ra là họ muốn ngủ miễn phí với bạn một lần nữa nếu có thể. Như vậy, dù bạn có trò chuyện với anh ấy qua lại nhiều lần thì chưa chắc là người đàn ông này muốn có một mối quan hệ lâu dài với bạn. Anh ta muốn lặp lại một lần nữa cùng bạn ở trên giường. Do vậy, bạn không nên quá hy vọng vào điều này. Trường hợp thứ hai, nếu tình một đêm của bạn không phải là một tai nạn. Nếu như bạn đã không thực sự kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến tình một đêm, ví dụ như bạn say rượu chẳng hạn, thì bạn còn có một chút hy vọng. Nhưng trong câu chuyện của bạn thì bạn hoàn toàn chủ động muốn vào nhà nghỉ với người đàn ông này. Và tất nhiên nó không phải là một tai nạn của bạn. Và bạn sẽ rất khó để giải thích cho anh ta biết mục đích của đêm hôm đó là cái gì, phải không ạ? Trường hợp thứ ba, đó là nội dung chính trong câu chuyện này. Bạn phải trả lời được câu hỏi
bạn là ai và người đàn ông đó là ai. Bạn là một cô gái làm việc ở quán karaoke hay bạn cũng chỉ là khách ở quán karaoke đó? Bạn luôn ghi nhớ rằng đàn ông muốn tình một đêm, nhưng họ không bao giờ tôn trọng phụ nữ trong tình một đêm. Bạn muốn phát triển tình yêu với người đàn ông đó, thì bạn phải trở thành một người phụ nữ mà người đàn ông đó tôn trọng. Một khi trong tư tưởng, ở trong suy nghĩ, trong góc nhìn của người đàn ông đó, bạn chỉ là một cô gái phục vụ quán karaoke hay còn gọi là tay vịn cho đàn ông ấy, thì bạn sẽ rất khó để nhận được sự tôn trọng. Mặc dù chính người đàn ông đó đã có những cái phút mặn nồng với bạn, nhưng họ lại không hề coi trọng bạn. Đối với họ, bạn chỉ là một cô gái qua đường. Sự thiếu công bằng đó luôn luôn tồn tại trong bất kỳ tình huống nào xảy ra trong xã hội này. Và một điều quan trọng nữa là bạn hãy tự tìm câu trả lời cho mình là người đó là ai. Việc tìm câu trả lời cho câu hỏi này cũng rất quan trọng. Anh ta là người đã có gia đình hay chưa? Anh ta là một người đàn ông chơi bời, trăng hoa hay là một người đàn ông lịch sự, đàng hoàng? Trong một mối quan hệ yêu đương, thông thường bạn cũng phải hiểu đối tượng mà bạn đang thích là ai. Huống hồ, đây là đối tượng đã trải qua tình một đêm với bạn. Các bạn thân mến, bạn nữ thân mến, khi bạn đã phân tích hết các trường hợp mà mình vừa nêu, nếu bạn cho rằng các cái điều kiện để phát triển mối quan hệ với người đàn ông này đều tốt, đều ổn, thì mới nên bắt đầu. Bởi vì khi mà chưa chắc chắn, chưa nắm được gì cả, thì bạn không nên vội vàng. Nó vừa mất thời gian và có thể nó sẽ gây tổn thương về tinh thần cho bạn trong tương lai. Về việc hẹn với người đã từng trải qua tình một đêm với mình, thì bạn hết sức chú ý cho mình điều này. Trong buổi gặp mặt lần thứ hai, tức là sau buổi hai người đã có tình một đêm với nhau, thì bạn phải biết tâm lý của người đàn ông. Thông thường, trong lần gặp gỡ thứ hai, thì đối phương thường nghĩ rằng sau buổi hẹn, hai người sẽ lại thân mật thêm một lần nữa. Tức là đa số mục đích của người đàn ông đến buổi hẹn là có ý muốn tiếp tục cùng bạn vào nhà nghỉ hoặc một nơi kín đáo sau cuộc hẹn đó. Trong trường hợp này, bạn phải kiên quyết từ chối. Dù bất kể là người đàn ông đó có dụ dỗ bạn bằng cách nào đi chăng nữa, bạn phải cho người đàn ông thấy rằng lần trước chỉ là một tai nạn mà bạn không mong muốn. Bạn phải định hình lại cách nhìn về bạn của người đàn ông, cho anh ta thấy anh ta là người đầu tiên của bạn và bạn không phải là một người phụ nữ dễ dãi như trong đầu anh ta nghĩ. Trong lần hẹn hò này, qua một số cử chỉ của người đàn ông cũng sẽ giúp bạn xác định lại quyết định của mình. Chẳng hạn sau đêm hôm đó, bạn đã tương tư người đàn ông này và quyết định muốn tiến xa hơn với họ. Tuy nhiên, bạn chưa biết được là anh ta sẽ nghĩ như thế nào về bạn. Vậy thì qua buổi hẹn hò này, bạn sẽ rõ về người ấy. Ví dụ, nếu trong cuộc hẹn, người đàn ông luôn gạ gẫm bạn lên giường với anh ta, hoặc là anh ta có những cử chỉ động chạm hay lời nói khiếm nhã với bạn, thì có thể bạn đã chọn nhầm người. Anh ta vốn dĩ không muốn có cái mối quan hệ nghiêm túc với bạn, mà chỉ muốn làm tình với bạn mà thôi, bạn gái nhé. Và ý cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là phải thực sự nghiêm túc và suy nghĩ chín chắn khi muốn phát triển mối quan hệ sau khi đã có tình một đêm với nhau. Bởi vì sau cuộc mây mưa vội vã đó, hình ảnh của đối phương đối với bạn, hình ảnh của bạn trong mắt đối phương đã không còn tốt đẹp nữa. Muốn xây dựng lại hình ảnh trong mắt đối phương
là rất khó khăn và có thể người nào có tình cảm sẽ bị tổn thương. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề tối ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.